Vào lúc 17 giờ chiều ngày 26 tháng 10, bà con ở xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xôn xao khi hay tin sự việc hai cha con bị điện giật ra đi tại chỗ. Khi đến tìm hiểu, được gia đình chia sẻ, vào lúc đó cháu Kiệt là con của anh Phước, 44 tuổi, đi học về, hỏi mẹ là đi ra đồng để bắt ốc cùng với người bạn. Và khi người bạn cho hay thì ba và mẹ của cháu chạy đến hiện trường và không may ba của cháu cũng bị điện giật và hai cha con ra đi tại chỗ. Còn đây là cái hiện trường nơi sự việc xảy ra, hai cha con ra đi cùng lúc. Thì câu chuyện như thế nào, mình mời quý ông bà cô chú anh em cùng xem hết video để hiểu rõ hơn về câu chuyện ạ. Thì mình đi ra cái chỗ hiện trường nơi xảy ra vụ việc của hai cha con bị điện giật này. Xinh quá cái này. Đó. Chị gái này dắt đi ra ngoài hiện trường á. Nó chị vừa đi vừa kể nè. Ở đâu? Chụp dưới đây này hả chị? À. Đừng có tới chơi. Thôi vô. Chị đứng 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 đi chào chuyện với em chút thôi. Mệt rồi. Đứng nói chuyện thôi. À, ngày qua em chạy vô tới đó luôn, vô tới nhà bên đó em la. Em la xong em chạy tắt 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 tắt, em nói chết em tôi gọi cứu tôi la tới đây. Thì có mấy người ta vô ra, nó nghe có mấy người ra cứu. Là ảnh là... Hả? Anh em chị ha? Em ruột. Ruột chị. Em ruột Nam. Là cái lúc mà khi mà chị đến đây là chị thấy cái tư thế của ảnh đang ở đâu? Dắt bên kia, vợ dắt bên đây. Nữa. Dắt trở ra thì có người hai người dịnh tiếp ờ tại đó tôi chạy ra đây. Tôi về chạy vô mà tôi la tôi chạy vô mà tôi ra thấy em tôi nó ngã tôi la nữa. Thì dắt đó có hai người kẹ nó lên rồi mà tím môi rồi tôi mới lại bảo tiếp thôi. Yeah. Rồi cháu chị lúc đó đâu? Cháu chị nó nằm vô đó rồi, đó là khiêng vô rồi mấy đằng tới ảnh nó tên cha tột luôn. Rồi ảnh cũng ở đó luôn ha. Ừ, nghe đó luôn, nghe cha con đó luôn. Nghe nói là bà vợ ra là bà vợ đụng đất này tê nè. Đụng đất tê nè. Vậy là nó, có thể nó qua nước nó ngập cao lên. Nước qua hơi nước hơn. Qua có hơi nước hơn chút. Như vậy nó mặn ráo hút nước, nước giận nó cộng nước lớn. Rồi. Không có mua tưa nằm trong nhà. Công an đến đây là dựng lên hiện trường đây rồi ha. Dựng hơn trường với cuộn dây vô gọi trơn rồi. Cái này là chỉ máy rồi. Đây vô nhà. Chỗ này đây hả chị? Ờ, đây nè. Đó, cái dòng trống trống đó đó. Nó cái chỗ trống này nè, đó. Đó đấy ha. Ờ. Cái đường dây điện nằm đó, coi ngã cây đó. Đây vô nhà chắc về chục mét nha chị. Hả? Chỉ là cái gì? Đây vô nhà về chục mét nha. Đó là dướng vô cái mũ tưa đúng không chị? Hả? Cái cọng dây điện mũ tưa nó nằm trong nhà, cái cọng dây điện nó lộn dưới á. Dạ. Chị nó dưới đây nè, mấy đường này nè. Mấy đường dây điện nó câu vô dưới, nằm ở dưới á, nằm đường đất á. Ờ, cái háo ngột nghỉ gì nó đã là mùa nước là gụn tắt mà nó không gụn. Rồi nó quên tắt quà dao á, nó mẹ vậy đi. Quên tắt quà dao qua nó vô thu hoạch, nó vô thu hoạch luôn mà sáng này nè. Nó gom có thật. Chỗ này có cua nè. Cua ốc này nằm mấy mé nè, anh lỡ đó anh mò đó. Vậy là bắt cái mấy sông này nè, mấy kinh này. Mấy hầm nè, cái này mấy hầm. Còn cái này bên đây người nước khô nó còn khô quá. Cái này là của gia đình mình mướn hay không? Phải, cái này của người ta. Đi mình đi gặp mình bắt ốc mà, cũng như ra đồng bắt ốc. Là ngang qua chị hay chị chạy ra nữa đó ha. Chạy chung đó ba chị em mà, có ba chị em hay theo trước thôi. Rồi chạy theo vậy đó, rồi mấy chút xíu mới có người ta cứu ra gì nè. Chứ không có ai đâu hết trơn. Rồi khiên vô qua đi đường này nè, mạnh tránh nha. Đi vô đây nè, vậy nè, khiên nó vô nặng quá đó. Chừng quá chứ chừng nè. Nè, khiên đường nặng quá vô nè. Đó vậy đó, có nhiều đó. Hôm qua té nghe, nó ngày qua có té mấy cây. Chị té hả? Ờ, té. Ờ, gấp quá chị chạy đúng không? Ờ, gấp quá chạy la rồi ta chợ. Thầy báo tin là cúp gò dao đó.
qua cúp cò dao, cúp cò dao đó mà không ai cúp hết trơn, đó nó dòm quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi, ní cái đồ dép ní búng lắm. Thôi ba không nói đâu. Rồi lội ra. Rồi chắc ăn đi. Yếu xèo à, trời ơi lắm tuổi yếu xèo à. Là lúc đó qua mình chạy đường này ra luôn hả chị? Đó thì đường đó luôn em nói sáng qua là chạy đường này nè. Trời ơi. Cứ la rồi cái gai nó đâm đau muốn chết luôn cái bằng giò mà. Lúc đó chị chạy ra chị sợ không sợ nhiều không? Không sợ đau nhưng mà còn hơi sợ điện điện. À, sợ đường điện, điện nó còn nữa. Vô chân nhóc. Ừ thì em qua chạy đó, chạy không báo. Khiên vô, khiên vô với chạy ra đường này luôn. Dư sáng về công an ra đây nè. Cái này lúc có trọng gì chị? Nói chung ra gì cao giờ thì tùm lum hết chứ. Một đủ mùa theo mùa. Đất cũng có những con nhân dân mà có ai nó làm đó mà. À. Ai sắp gì làm đấy. Ở nhà chị là cặp bên đúng không? Chị nhà chị cặp bên nhà ha. Chị ruột nó. Chị ruột. Chị ruột là ở thành phố về làm dỗ cha. Rồi chút mọi tính ngày nay đi mà giờ chuyện này ngày mai mới ngưng đi đâu đi ngoài làm. Vậy là ngoài mai an táng xong mới đi ha. Ngày mai cúng rồi đi quá, công chuyện làm gì thì 9 giờ chôn hết chị. 9 giờ chôn rồi chiều. Tám giỗ mới gặp một năm lần đó. Dạ. Mười chạy qua hai cha con nằm đây nè. Cho nằm đây luôn gì nè, nằm đưa cái đầu ra gì nè, hai cha con rồi thấy tắt thở rồi mới đem về nhà chút cái xe cấp cứu tới chở đi luôn. Lúc đó khi ra phát hiện có sơ cứu không vậy? Có sơ cứu mà không kịp. Chứ không kịp quá hả? Nước không chỗ đó rồi kinh vô đây là tím mau rồi. Nước. Thôi về đây. Đây chị ngồi đây chị. Hỏi chuyện chị chút đây nè, có chỗ ngồi. Đây chỗ ngồi đây chị, ngồi xuống đi. Này là chị gái của anh Phước nha. Khi mà hay tình thì chị cũng chạy ra. Anh Long. Chị Long ha. Ngày hôm qua chị đó chạy ra mà tức mà thì mình la không được thôi. Khô có họng tại mấy bữa đầu khô cổ họng rồi. Ừ. Làm mấy ngày trước chị có nằm trên bao thấy cái niềm gì không hay là sao? Không có nằm trên bao, có chị em gì thì kể chuyện nó có nói cái niềm gì mình không nghĩ tới. Bạn có nói gì không? Có như ăn uống, các ăn uống rồi tối mỗi lần á thì về có đám tiệc thì về thì nó vợ chồng nó ngủ trong. Bữa nay nó kéo nguyên góc vợ chồng nằm chung kể chuyện rồi chung hết. Ừ. Tới 11 gần 11 giờ mới ngủ. Là ngủ chung hết luôn. Ngủ nằm dài vậy đó, kéo dài ra ba bốn cái mùng vậy đó. Không có trước thì mình xuống rồi nó giang bụng trong vợ chồng nó ngủ làm mình này mình ngủ làm. Ừ. Nhưng mà giờ sáng cái đầu kể chuyện nghe đồ đó thì nó nói tôi thề tôi chính sống tới 99 tuổi. Nhưng mà tôi chết yểu. Chết yểu đó là bà chị của có nó trả lời nó, mày mà chết yểu cái gì mà mày sống 99 thì chết già chứ chết yểu gì thì có nhiều đó. Nói sống 99 tuổi mà chết yểu dạng nó chơi đó ha. Nó chơi chị em giỡn đâu có biết gì đâu. Còn thằng cháu đi học thì nó cũng từ chối với bạn đó. Nó nói tao thi lần này rồi thì mai mốt phải có gặp tao nữa đâu. Bạn bè nó từ sáng cũng kể gan vậy đó. Cái điểm gì đó trước đó. Đúng rồi, cái điểm lớn quá số bạn rồi. Có nhiều đó đó. Cái thằng mà bạn mà đi bắt ốc chung á, thằng đó bạn học hay là bạn ở bạn ở sớm này hè nè, sớm hè biết sớm nhau hả? Sớm hè biết nhau rồi nó mới rủ đi xe học gì rủ ra đó bạn chút đó. Thường thường ngày cũng có vậy hoài à, nhưng mà bữa nay xui nó mẹ xui nó mới bị vậy. Rồi nó ngay rồi giờ không ai nhận nhưng mà công an có vào cuộc rồi. Giờ mình để công an giải quyết. Vậy đi chứ giờ gia đình cũng có vậy. Cái tai nạn thôi. Dạ. Không, cái này thì để công an kết luận chứ mình. Đúng rồi, thì giờ mình với lại này mình kỹ là để chia sẻ câu chuyện lại cái đó thôi với hoàn cảnh thôi chứ mình đâu nói gì đâu. Vậy thôi, mất hai người vậy thôi chứ còn thì mất hai người vậy thôi, công an ta làm việc. Mình chia sẻ hoàn cảnh thì có vậy đó thì có nhiều đó nhưng mà đau lòng thôi. Tự nhiên trong gia đình mất ngày hai người. Ngay ngày cái này là đám giỗ ông già năm tới đám giỗ chung. Cái sự mất mát quá lớn rồi chị. Tại tới hai người. Biết hai người rồi đè chung rồi. Hai cha con luôn nữa. Đúng rồi. Giờ còn có hai mẹ con nữa. Không may là đi về đám giỗ vui gia đình. Đúng rồi, 7 năm nay em mới về ra nó thiệt. Em 7 năm luôn rồi đó. Em đúng rồi, em chỉ gửi tiền cúng thôi. Năm nay em hơi khá ăn chút thì đủ ăn đủ xài. Em về đám ăn vui vẻ cha mẹ với mời dòng họ ăn chút. Mấy năm trước không có mời ai hết. Mấy năm trước là chị. Đúng rồi, cũng như mà vòng vòng vậy đó đời này mình lấy thế này thôi, năm nay chị về em mà ai mà đi cũng có cho nó hay nha. Nó hỏi chị có về không? Chị không về, em điện nha, em nó gọn gọn chị bàn đủ anh chị em cúng ăn rồi. Cái nói thôi chị ba về, thì về tới 6 giờ nói Út ơi, em anh Nam thân nằm Phật ơi, em có điện mờ mấy cậu mấy gì thì mờ, mấy năm nay không có mờ. Cậu gì cũng nói sao không mờ đám giỗ vậy đó. Nó nói thôi để em mờ thì nó điện nó mờ. Nó mờ sáng nó mờ mấy gì là tới rồi ăn tới 1 2 giờ là giải tán chân rồi. Rồi ngủ dắt đó mà chiều xui khiến có 5 giờ chiều qua. Có 5 giờ chiều qua mới xảy ra cơ sự như vậy. Trong gia đình là anh Quắc là người con thứ mấy? Phật đó, Phật không Quắc.
Phước, 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 ở nhà tên Phước, ở trong giấy tên Phước. Nhưng mà có hai trong gia đình thì chị em và sáu chị em ruột đó. Thì nó có hai thằng con. Thì có dần con chết còn thằng. Thì có vậy thôi chứ. Lớn là nhiêu tuổi rồi chị? Thằng lớn cấp 16 tuổi, học lớp 10 rồi. Còn thằng nhỏ là mới 10, vui vẻ lắm, hiền. Đúng là 6 năm ai ghét bỏ hết trơn, hiền không rồi, nói chuyện với thương lắm. Trong 99 tuổi à, chắc chết yếu quá à. 44 tuổi mắc chứ còn 55 nữa cộng lại là 99. Thì đúng rồi. Cũng cái thu cập đó. Tại số mạng thôi, đi kệ nó đi, giờ nó đi theo ông bà vậy chịu. Nhưng mà có ngày hôm nó ngay hổng hôm cũng vô tình, có ông anh chú ông bác cũng dùng họ xa. Anh cũng kể nói mấy ngày trước nó làm ba nó gặp ba. Nó nói với anh đó, nó nói tao gặp ba mày ơi, em gặp ba em mà ba em của em đi, nhưng mà em trả lời là em không có đi đó, là nó gặp trước mấy bữa rồi, chắc có cái niềm rồi đó. Là ảnh hả? Là anh Phước hả? Anh Phước là còn có 5 ngày nữa là đám giỗ đó, nói chung vậy đi. Rồi nó tâm sự với người đó, nó uống trà nó tâm sự, nó nói còn có mấy bữa nữa à, đám giỗ ba rồi, nhưng mà hôm gặp ba kêu thôi đi, mày có đi theo tao mà đi. Trời ơi, cũng gọi vậy đó. Cũng vậy luôn. Nhưng mà ba mặt bạc lắm, cũng gì kể anh đó, anh kể nghe vậy đó. Đêm rồi. Anh kêu ba ruột về, gặp ba ruột về, gặp ba ruột đi luôn. Cũng nó rủ con đi. Hai cha con luôn rồi. Rồi sao bữa nay cớ sự như vậy không biết nữa. Xui ví dụ ra đi một người cha thôi, người con ở đâu mà dính líu vô luôn. Thành ra kệ xui rủ với thằng này nó có cái gì thì giờ còn phải chịu thôi chứ. Cái đó giống như cái điểm trước hả chị? Chắc vậy quá. Chị thôi từ từ. Chị là người em của ảnh ha. Chị thứ ba. Chị thứ ba. Thứ năm. Chị ở đâu mà về đây rồi cái ở? Em làm ở Long An á. Rồi về đây gặp cha con xảy ra gì ở đây thêm mấy ngày nữa? Em tính ở ngày mai, tại công việc em làm mà nghỉ không được hơi khó. Em tính làm ngày mai cô cúng rồi xá tan luôn, đa chôn rồi xá tan luôn rồi mới đi ra ngoài làm. Tại mình mà làm một ngày mình còn chi phí ăn uống nhà cửa. Nói chung cuộc sống đi. Thành phố làm mướn ha. Làm mướn làm công nhân. Chị mấy cháu rồi? Hai cháu rồi. Rồi ảnh có gì không? Có gì nhưng mà chồng có việc làm gì chưa không? Có mình nên làm mà đi ngoài có mình nên làm. Đi ngoài làm nó lỡ đừng kiếm cuộc sống chứ thì chết rồi thì cũng rồi đem chôn thì chị em chị đám tiệc thì nhớ về thôi chứ. Rồi gia đình có nghe nói là có rước linh hồn của hai cha con vô không chị? Chuyện đó để cho mấy cậu sắp xếp, giờ chưa biết nào rồi đám mấy cậu sắp xếp. Ở đây còn cậu mợ đồ lo, cũng như đi cha mẹ qua đời chứ còn cậu mợ, chú cha, chú. Thường thì ra đi mấy cái vụ này gia đình phải nhờ thầy hay gì đó. Thì chuyện đó để nước. Ở nhà có cậu mợ cũng lớn rồi, để cậu mợ sắp xếp chừng. Vậy đi chứ mình không biết. Thấy cũng tội nghiệp hai cha con mất ở sau hè, phải có thầy kêu hương linh để đồ vô nhà mới được. Thì nó chắc để coi qua ngày mai đi chôn rồi coi sao rồi có mấy như mấy chậu mới có nói gì nữa thì người ta cho hay rồi chắc cũng có thể làm cái gì con không gặp cũng phải làm không biết, để coi hỏi cậu mợ thôi, mình không quyết định được. Còn cậu mợ đi quay để giúp đỡ mà mỗi lần quay mà gặp một cái gia đình mà chứa hai cái áo quan là thấy xót xa trong lòng. Một gia đình mà ra đi hai cái áo gì chị hôm qua mà chị ra chị gặp gì là chắc chị hết biết gì quá hả? Không biết nhưng mà còn nhớ là điện nhưng mà chạy với giờ cũng phải giờ giờ qua đường điện hoặc cái cây bắp nó đập cái giờ mình nó té đã té hai lần rồi vậy lúc rồi. Đó là có ai là trong nhà tắt chưa cúp chưa chưa người chưa ta không hả? Có tát đã người ta không trời có tát mới chạy vô tới nhà luôn đã mà chạy vô tới nhà luôn mà mình chạy vô tới nhà mình la mà còn nói tắt rồi mà mới trả lời là tắt rồi thì quay em nghe tắt rồi lại mới quay đầu em chở ra chỗ em đó em quay ra thì em thấy em nó tuột cái tay xuống làm nó rồi chết em tôi nữa rồi tạc tàu làm cháo luôn ha. Thì quay ra thấy em nó tuột nó chết em tôi nữa rồi thôi chuyện xui rủi rồi sau khi ăn bán xong rồi chị mới đi làm nữa ha. Ngày mai cũng 9 giờ chắc tới 3-4 giờ chiều mới chạy về ngoài làm sáng đi làm thôi chuyện cũng xui rủi mấy em một lần nữa xin chia buồn cùng chị ha. Bị hai cha con cha nó ra nó thấy mà nó cha cũng biết là có điện luôn trời ơi biết luôn tại vì con vợ á nó chạy thì thâu lưng vì nè nó tính là nó tới nó đứng lại nó thò nó lôi cái giò con nó vô nó con nó nằm ở đó rồi một đống rồi nó lôi vô cái thằng chồng nó mới nói là, em ơi có điện
cái nó mới đứng lợ, nó đứng lợ thì thằng này nó tính là ấy cây đó, thằng nó khều, nó khều con nó ra, nó biết có điện mà khều ra, mà thao xui đi, nó bị gãy đi, nó chợt cái tay vô cái cây nó gãy đi, chụp vô cái khúc dây đè, dây kẽm nó dính luôn. Ngờ cái nhỏ chị nó đó, nhỏ chị nó mới chạy la điện có ai cúp giùm chậu con cháu bảy hò chết rồi trời. Thì ở trong nhà hai mẹ lần bà lú ra nó cúp rồi thì nó quay lại thằng em nó thì nó cầm cái tay nó nhả văng điện tắt lên nó điện rớt ha. Nó rớt rồi, nó rớt là mình mẩy nó quay lại em nó tiếng ngắn nó chết em tôi rồi trời ơi là trời. Rồi ảnh vô nó ngay cũng nóng ruột để đó thì ngay góc xài đó. Mà phải ngày qua ha, hai anh em nó đi học về một lượt em là chết trơn, chết hết trơn hai thằng luôn. Thằng anh nó gì sao nó nói ha, đi cái đâu cũng hai anh em nó không à. Từ nhỏ tới lớn ha, tánh xong cũng hai em, mà hai anh em ở nhà ha nằm chơi cũng đun rít trên võng, mà ngủ hai anh em cũng thức một lượt từ nhỏ tới lớn luôn chứ không phải tánh xong đẻ nó một hai thằng đẻ nó một không có một biến quýnh lộn ra gây lộn gì hết. Mà tôi để không là trời đành đòn trời. Tôi về tới nhà tôi chưa lột cái áo ra mà nó hẳn điện nó chị hai ơi. Bà quay trở lại em năm chết tôi qua mình nhìn mặt nó trời ơi là trời. Tôi nói là tại vì đắp dỗ tôi nghĩ là mua đồ ăn trúng thật. Tay mâm trắng luôn. Ăn xong dỗ trắng luôn. Mà khiến cũng khiến. Một năm nó không có mờ ai, nhưng năm nay nó mờ không có một người. Nó điện nó mờ không có một người luôn. Giống như cái điểm hả cô hả? Rồi bắt đầu á, ở trong bếp người ta nấu nướng đi. Cái tôi mà đau tôi đâu có mặn. Tôi ăn trước cái nó nói chuyện với tôi với chị hai. Mà nó nói ba lần nha. Nó nói chị hai, em á ha, 99 tuổi em mới chết, mà em chết yểu. Nói ba lần như vậy đó, mà coi nó đem cái điểm không. Tới chừng nó chết mình mới nhớ lại câu nói của em mình nói nó chết. Nó nói 99 tuổi chết mà nó nói chết quang. Tôi nói ông nội này 99 là già rồi chết quang gì chật. Rồi á cái bữa chiều á tôi qua chắc chặn dạng đi là đêm đó ha, chị em ha, dồn vô một mùng ha, nói chuyện tới một chục khi chưa nghỉ nữa. Nó giỡn dữ lắm. Tối ngày hay nói với thằng cháu này nè, hai cậu cháu cứ giỡn hoài không ngủ giỡn hoài mà cười. Rồi cái đầu ngay qua cúng xong đó hai cậu cháu nghỉ muốn lung tung qua đó quay lên hồi nãy nhảy trời phát ơi nhảy cái tôi la nó tôi nói trời ơi cha ơi cha lớn cha 40-50 tuổi cha không có miếng nết thì trời vậy cái tôi nói bà cái quần mặc quần thì lót mà xăng lên tới háng trắng nhắt trắng trời gì nè cái thằng cháu nó ơi ông có vợ rồi đó nghe cái nó tụt xuống mà coi mà đăng hồi nãy nhảy mà cười chết cười chết mà kiếm sao trời cấp mà nó nhậu rồi nó nằm nó ngủ á cái nhỏ thứ sáu đi anh năm ngày già sao nó giống ba của thật mà thiệt nó giống ba con thiệt anh năm 7 ngày trước á ông anh bà không bán quán cà phê chẳng đó anh đem nước đá ra rồi ra anh nói anh nói năm 7 ngày trước á nó giục nó uống cà phê với tao cái nó nói với tao nó nghe gần tới đám dỗ ông ba rồi mà tôi ngủ tôi gặp ông bảy hò ông ngủ ông kêu tôi đi cái thằng không đấy chào phật ước ba mày mà mày kêu tên cái nó thì ông bảy hò thì kêu bảy hò cái nó cười khà khà vậy đó nó nói gặp ông ba dắt nó đi ông nói gặp ông đi này cũng như vậy là cái điểm rồi đó nhưng mà ngày qua phải không đang mà ngồi ăn cúng ngồi cái ngồi nhậu á cái cửa nhà nó tự nhiên nó mở ra ba lần đẩy vô khép phải không lát cái nó quạt nó mở ra cũng như có ai mở ra vậy đó cái lát cái nó lấy cái cây nó nhét vô ha ba lần mà nó làm cái cục mà nó mở cửa luôn là cái cục y gan như có người ngày qua đó là trong khi đó là mấy người nói khách lớn thì gì hết rồi còn ba uống nhậu của nó đâu biết gì đã hằng thằng mà tôi nhau biểu cửa mở nữa kìa cái nó lại đẩy cái cây vô nó cái cửa nhà nó là một cái cục cái cửa y gan như có người mở ra đem cái điện trước không thằng này nó chết là đem cái điện trước hồi sáng nghe ổng lên một tối giờ ổng đâu có lên rồi cái ba giờ sáng con mình đuổi đi tới nhà dưới ông nội tao nói buộc anh nóng nó nói đi tới nhà tôi giọng móng bánh bạch tay ông bò vô nhà ông đóng cửa chứ ông nội hồi giết luôn thằng kia nó nói cha ơi cha còn công an thử cha ơi con cháu đó nó mặn mã đặng nó chở gì đây nó gặp anh nó quýnh anh được có chuyện nữa thôi giờ anh về đi còn nó cháy ngang chỗ này nè cô chạy không sao không ủa mà nó chạy nó sắt ra nó chạy gì nó mới cho hay nè bị thằng này nó đi với con mệt nó tiếng chung hai thằng đó nó đá gì vậy nó đá
nó đá rồi bắt đầu nó đi sao rồi đi trước có biết không biết luôn nó đi sao xuất ra nó chạy thác về cho hay nó mới kẹt bị điện giật chứ á. Ông nội này nè, ông lợi cô rồi ông về bắt đầu ông mới chạy xuống. Ủa mà chạy xuống dưới thì ông chụp vô dính nữa, vợ chạy xuống. Chạy xuống rồi điện không à, em đừng có lỡ. Chứ nói còn biết. Ông mới bắt đầu mới té xuống rồi nó mới dính vô dính cổ. Cổ chết luôn. Mà khi ra cổng đây là nó chết rồi. Mà cũng hên cái không biết cái cầu dao ai cúp mình không biết. Nhưng mà cậu con bị bạn với ổng mẹ không? Cậu mấy thằng tài này kia là mẹ xuống ôm mấy hai thằng này hai thằng kia cũng giật luôn. Dính luôn. Ừ. Mà con vợ nó vô cũng chết luôn. Cái xe nó. Hả còn hai đó. Nếu chết nằm đó vậy là cũng lâu rồi là nó còn dao mấy ông này nó vô túi xuống. Nằm phúng chấp lên cho không có chứ. Tại vì trên này túa xuống rồi là chứ đó là im rồi ngoái cúp rồi. Ủa mà đây tôi chạy lỡ rồi mà hai cha con là ngoái cúp rồi. Mà nếu mà không cúp cầu dao thì mấy thằng cổng thì cũng chết nữa nè. Ừ, cánh sợ mà không điện. Nói gì? Nói gì nói. Bởi cúp cái cầu dao mới được. Sao mà nó nghe được nó cúp được là cũng hai cái chứ không cúp là chết rồi. Chắc con ngự thấu tài, chắc con ngự thấu tài ngoái về việc mình. Ngự thấu tài. Rồi cái đó mình có cứu y tế không chú hay là chuyển đi lên xe luôn hả? Dạ, vô đây rồi mới chuyển mấy mấy điện như xe chỉ tập lại ở đây chợ mới trời ơi qua bển sao đường hôm đi chiếc mà là về tới hai chiếc đi hôm thì chở dọn em đi tới một em đi tới một mà buổi gì về là về tới hai chiếc tôi có ở đây luôn về mắt rồi là tới hai cái xe đẩy là mất là hai cái con một giờ tại đó các bảo bản là mấy bác sĩ kêu cô vô đấy thôi bây giờ chú lo hữu sự đi bây giờ xe cấp cứu mà còn đậu ngoài chú ấy rồi ổng mẹ ra tính đi ra tôi mới lấy tiền hai chiếc đi cho nó đậm lấy tiền tôi đưa cho một rồi nói nhận tiền nào con coi con đóng tiền nhân phí cho chú gì trước là tôi đưa tiền cho nhận rồi tôi gặp vô đó gì chứ ủ mẹ nó đó mình coi nó chết hết trơn rồi còn gì nữa mà lại là chú là hồi tối có đi theo nữa chú hả chú gì chú của chú anh Phước chú ủ mẹ nó dạ. Chết hết trơn rồi còn ở bển là gì nữa không chuyện nào mấy ông chơi ấy thì làm hồ sơ thì chuyển về chỉ rồi là chú mà mai nhờ nghe được cái cúp cầu dao chứ không có cúp cầu dao còn chết hai nữa cổng chết nữa thì đó nữa. Nó liên lụy nhiều cái người lại á chứ nói sao mà không có gì quay ác. Ôi chú cho con hỏi làm sao mà cháu nhỏ đi đâu mà bị điện có nghĩa là nó đi học về chắc đó là chắc theo mình độ là nó đi học về 4 giờ chắc đó thằng Phật nó lỡ nó kiếm tôi là gần 4 giờ là bị gì ổng nó kêu lại là cúng mâm chiều phải không thì nó mới vậy chút thì ông kia là bằng bạn tôi nó mới điện nhậu tôi mới lại kia tôi nhậu ba người uống chưa đựng xị rượu nữa cũng mày chạy lại quyết liệt cũng vậy đấy Phật bị điện giật chết rồi cũng mày nó mới lại tao đi tính nó chơi ha tính nó chơi tôi nghĩ mẹ nó chạy gì chạy giết gì chạy lại gặp người ta cổng vô hai cha con làm một đống mà chắc cổng là ai với ai cổng tài với gì á bảy lộng nữa ngoài nó cũng mất cái này tới số luôn rồi là giá cổng vô đâu có mấy người ít ông chứ tài với ai nữa hai ba người đăng hai ba người cổng có nấu rượu mẹ nó mạch như con trâu rồi nhưng mà vô đây là người tướng là chưa lắm rồi vô tới nhà người ta chưa buông lợn và tôi chạy lỡ ẩu bà nổi mặt nó nâu quá trơn cái này Phật này chết là còn nhỏ nó cũng xịt máu lỗ mũi nè nghe cả tôi nó không phải máu là cũng như bọt vậy đó nó miếng gì nữa nó nặng hoài mà nó nút nữa mà thấu luôn rồi thấu ủ biết mẹ tôi má tao thấu vô nó không có phì mày thấu đó tại vì nhỏ tôi nó nhảy theo đi xe bển cho nó nặng ra cứ ra nước bột như nước miếng bột như nước miếng rồi bởi vì nó trở đi qua thẩu mà thẩu nóng vô không dịch tôi bạn thẩu bạn có tạo dịch nó thu không mình tính thấy nước ra mà bởi vì nó thấm chứ cái kiểu nằm như thế nào
vậy là vợ mình đôi khi là mình mãi mình nghèo còn con qua nè chạy á. Ủa anh và cháu đó có đi học không anh? Học nay học lớp 8. Con ba nó là năm kiểu nào? Tám rồi 14 tuổi. Không biết nó làm kiểu nào mà nó quét. Nhưng mà nó ê là cây rồi té xuống. Ủa đi học cháu nó đi mấy giờ? Cái giờ đó mình mới hay anh. Chung buồn đi mình về đi làm về nghe tin thì dắt 5 giờ thôi chứ. Cái cây nằm đây. Cây nằm 4 giờ. Em ngang đây nè. 4 giờ 4 mấy tuổi vậy anh. Mới té xuống nó dính được trên này nè. Trên chỗ cái tay vô lại nè. Ở gì trên dưới 5 giờ là khóa rồi. Đi học về cái đi bắt ốc. Làm sao sống bụng mới giật cái chân cũng cái teo này. Rồi lông. Chơi luôn đi đâu cũng hai anh em chơi giờ lẻ lâu mới giật cái gà nó coi lại là sao cổ cằn. Còn hơn cổ cằn nữa. Thì sẵn kêu xe chữ thập đỏ thôi chở hai người đi đâu có cứu được người nào cứu người sao giờ bỏ đưa lên xe hết vậy thì người thân của nhà thì tới đâu tới tổng tổng người cũng bán lên đây có coi ở ngoài đâu chừng thân mấy chục người mai có bà khóc gồng luôn chẳng còn bệnh còn bệnh khóc bệnh bà nó khóc luôn. Người khóc người nương bắn ngoài thì hì mãi ta thấy người ta thương đó anh thương tâm mà gì chứ bên đây cha bên đây con mà anh ai nấy làm vô bây giờ vừa chạy xuống hỏi sao bác sĩ cứu được bác sĩ nói không sao rồi không ảnh chết lúc cái số hả chứ đang bình thường mà không ổn rồi. Mới nghe nghe rồi thấy thấy còn muốn xỉu đi chứ đừng ngoài chạy gì đây là đâu có đây chỉ có ai đâu mà tôi đang bao lo ở ngoài đó cái đó là nó lên cái lấy ra chặn tô tôi nói đâu nít té xong nó vô vô tô tô chụp lần này hỏi hai cho con vượt điện giật chắc chắc chết quá anh ơi bỏ nhỏ đó bị chở nhỏ đi tuốt lỡ ra lỡ ra lên xe đi rồi tốn ra nữa lên đây ra đây đi rồi thôi rồi bị nghe y ông ba lo ông nói cái đó bật ngửa ra rồi lấy cái trịnh tô là nhỏ nghe nói gì mình nói đâu nít té đâu ai nghe đâu hai cửa nhà ba láo mà giờ là dám nói từ vòng lên đây thì nó người ta chặt hà bắt người gì mình là chim chứ quay phim trong nhà không ai hiểu không biết luôn. Rồi nó có giải thích với bạn nó là nó nói là tại sao không gặp nó không chị? Không hết nói vậy thôi. Bạn nó suy nghĩ ra thi kia rồi nó nghỉ giải lao vài bữa thì nó mới vô học thôi. Ai ngờ ra cho cô chị xảy ra câu chuyện này. Dạ, giống như một cái lời chối ha. Ở chăn chối với bạn nó chứ không chăn chối nhà. Sự việc là xảy ra nghe nói là chiều hôm qua không chị? Chiều hôm qua 5 giờ chiều hôm qua. Em cũng có nghe nói là ngày hôm qua là buổi sáng cũng có nấu ăn cơm cúng ai trong gia đình phải không chị? Dạ không em, ba chồng. À. Cha bộ của... Vậy là buổi sáng nấu ăn cơm cúng chánh. Dạ. Buổi chiều là xảy ra sự việc luôn ha. Dạ. Rồi, rồi thường hàng ngày là gia đình mình có làm công việc gì làm... Mình thuê hay chị? Có đắp cát ruộng rễ gì không? Không. Muốn đắp rồi mà không mà. Bây giờ là ông mắt để nuôi đắp. Rồi đứa con lớn của chị là có còn đi học không? Dạ, còn đang đi học lớp 10. Vậy là anh với chị làm là lo cho hai đứa con. Dạ, bây giờ xảy ra câu chuyện này rồi, hết chuyện hết mặn rồi nhà bụng. Còn gì nữa đâu, tự nhiên nói em ơi điện không tránh mà đi dịch. Cần chi chơi với chị, bẻo cái đầu. Mấy ngày trước có nói gì không chị? Không, không có nói gì chứ. Cũng bình thường vậy ha? Không, bình thường. Chỉ có thằng nhỏ là nó nói với bạn đó thôi. Chỉ có chỉ thằng nhỏ nó nói với bạn đó thôi. Bữa trước còn miệng mà nó chị ơi, kêu nó ra là thứ hai nữa ra chỗ chị mắt á. Chị gục nó. Chị chạy xuống này chứ. Chị không có. Thì bữa 7, thứ 6, tối thứ 6 nó điện cho em cái chuyện mà nói chị, cái cánh vỗ của quận 3 không, nó biết. Nhớ không nhớ rồi nó nói ông ấy con mắt gần sao rồi nó nói chị cái đây nè nói tới trước chị
cô mắt của em giờ cũng còn mời đó. Yeah. Lâu lắm rồi, nó bị lâu lắm rồi mà không có tiền cho nó chữa trị mắt. Rồi nói thôi năm nay chị mà cũng đỡ mấy thì tôi nghỉ ngày ngày đi ra đi cho tiền đi thắm mắt. Thì nó nói chị làm đêm mới làm ngày, nó chị làm đêm. Chị làm đêm mà ban ngày hôm nay chở tôi đi. Thì nó nói thứ hai và thứ ba em nghỉ em lên với chị. Thì mới nói buổi tối nó là sáng chiều nghe tin nó mắt nó hết hồn đi về luôn. Rồi hôm qua giờ hai áo quan này mà áo quan mình mua dịch vụ hay là từ thiện hả chị? Hai cái. Là người ta tặng liệm chứ đem đi đặng quan luôn ha. Cái này nếu mình chôn đất nhà hay gì chị? Đất nhà. Nhà ha. Ngoài sao hay gì chị? Từ cái chỗ nhà mình đi đến cái hiện trường mới nơi mà xảy ra sự việc đó xa không chị? Dạ nhìn thấy nè. Đi ra nhà ở ở ngoài sau hè hả chị? Nhà, trước khi mà hay. Cháu đi ra ngoài nhà bắt ốc một mình lên đó là có báo với chị là nó bữa nay thèm ốc hay là cái gì không? Không, không có nói gì trơn. Tự nhiên đi học về lột quần áo cho mẹ con đi bên mất cua nha. La nó mà cũng không có tâm đồng nó vậy. Khi mà đó giờ cháu ở hôm nào bắt chị ha? Không. Nói là nó nghiêm nó không có đi. Nói mà không có đi. Nói la rồi nó không đi. Chiến này la rồi nó không chạy đi luôn. Khiến nha. Tới rồi. Thiếm không biết sao thì, nữa. Có đi. Chứ đi học tự nhiên nói với bạn vậy. Bởi vì tự nhiên đi học. Bởi bạn sáng nay bạn nó đi ra nói vậy đó mới biết đó. Nó nói bạn nó nói mấy bạn gặp tôi bữa nay lần này dạ nữa mấy bạn không gặp tôi nữa đâu. Em ơi mấy bạn nó tưởng đâu mà nghỉ thi nghỉ vài bữa. Ai ngờ đâu mới nói ngày qua bữa nay thì vậy. Xót xa ha. Rồi qua cái tang lễ chuẩn bị cho hai cha con á, cái gia đình mình khó khăn gì không chị? Tại vì cũng có người nhờ mấy em nói gia đình khó khăn là khó khăn như thế nào chị? Không có gì thì cũng vậy á. Chị cho em hỏi hiện tại là hai cái áo quan đó là mình bỏ tiền túi cái mình mua hay là có mượn dây hay là cũng nhờ bà con giúp gì không chị? Bà con giúp thôi mà, chứ đâu mà bỏ tay. Dạ. Nói chung là bà con gom lại mua hai cái áo, hai cái hòm đó. Vậy là bà con Hùng lại mua ha. Dạ. Thường hàng ngày đó là anh với chị làm cái công việc làm thuê mà làm gì? Chồng em đi về giúp đất, ai kêu gì mặn nắng. À là công việc tự do ha. Dạ. Như thu nhập sao chị, thu nhập có ổn không? Thu nhập cũng đủ sống qua ngày. Dư thì không dư mà thiếu thì không thiếu ha, đủ sống.